Hello, everybody. Welcome to Heo Với Cá Tê. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo Với Cá Tê. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Kiếm Thới Truyền Kỳ nha anh em. Đó, bản Mobi. Mà đây là một bản lậu ha. Thì bản này đóng tất cả kênh nạp, nói chung là chả nạp được đâu. Phi nhiêu thì chơi bấy nhiêu thôi, hết thì cài cuốc thôi ha. Chứ chẳng có chuyện mà nạp niết gì đây đâu. Rồi đây, bản này bản lậu có tổng cộng là 7 lát nhân vật ha. Cái bản này là bản trước rồi, bản sau thì nó nhiều nhân vật hơn. Nhưng mà mấy bản sau toàn Trung Quốc không à. Đây, thần ma, thần giáo chứ. Đó, triệu hồi con gấu Teddy. Đây có 2 lát nhân vật. Lam bà lữ. Đây là côn lưng ha. Đó. Côn lưng bản bản sau này thì nó có đủ 4 lát. Còn hồi đó thì nó chỉ có một nhân vật nam thôi. Mà heo thích chơi con côn lưng lắm. Rồi Minh giáo ha. Minh giáo thì đi cự kiếm. Đó. Rồi xong thì chúng ta có Nga Mi. Sau đó thì Thí Yên ha. Đấy, má hơi nhắc có Thí Yên lại nhớ tới kiếm hới của Vinagame hồi đó đó anh em. Còn cái này là kiếm hới này là của VTC ha. Ok. Đây là bản kiếm hới VTC lậu. Rồi Thiên Dương. Thiên Dương có cái giáo chút xíu chán thiệt chứ. Rồi chắc chơi cùng luân quá. Rồi đây chúng ta được chọn kiểu tóc cho em nó luôn nè ha. Đây mắt. Đây mắt nè. Đó chân mai nè ha. Đây là khuôn mặt. Cho có râu đi. Thôi. Đây mắt. Đó mắt tròn to. Miệng trái tim hồng mít gì đó. Rồi đây tóc nè, đó. Đây, bới cao vậy cho nó lãng tử anh em. Vậy xấu quá. Ok, về đi. Rồi cái này là trang điểm. Đó, muốn bỏ okay, thôi để không đi. Đây là trang phục. Chọn trang phục vậy chứ chút vô làm gì có đồ. Rồi ok, đây chúng ta đặt tên nhân vật ha. Vô game. Rồi thì vô game thì nó sẽ quay mãi vậy ha. Anh em muốn hết thì chỉ cần thoát hết game ra và vào lại ha là được. Rồi đà ha, đó vô lại thì chúng ta sẽ có một con nhân vật đó. Ok giờ vô game nào. Đó, anh em chờ lâu quá thì thoát ra vào lại thì nó sẽ vô được nhân vật chúng ta ha. Ok. Đấy, đây là vô game rồi nè ha. Đó. Ok, bỏ qua cái phần nhiệm vụ đầu game đi. Rồi, giờ vô thì game phi cho chúng ta là level 50 ha. Đó. Phi level 50, kỹ năng gì quá trời nè. Đó. Rồi. Giờ chức năng 50, thi đấu, hảo hữu gì tè le, hột me. Đây từ chối rồi để vòng vòng coi shop thì đây chúng ta có được 1 triệu kim nguyên bảo khóa ha. Đó cái này thì chúng ta chỉ mua được trong shop khóa nè. Đấy thời trang đồ trong này có bán hết nha. Rồi thì làm sao chúng ta có thêm kim nguyên bảo. Rồi ok mà đầu game thì nó cho chúng ta luôn mát VIP ha. VIP 28 quy luôn, không có tính tốn một kim nguyên bảo nào luôn nha anh em. Đó, đó, bây giờ chúng ta nhận các quà quy trước mặt trước đi ha. Đó, level 50 quy 1 triệu kim nguyên bảo khóa và VIP 28 ha. Đấy, rồi ok, VIP 28 này ha, mát VIP rồi đó. Rồi, vô túi, một nồi luôn, đó. Ok, này chút chúng ta mở ra sao ha, hiện tại thì chưa có kim nguyên bảo khóa thường. Thì chúng ta dùng hết nha. Đó. Cái này hình như là danh hiệu. Đúng rồi, mấy cái túi này là mấy túi danh hiệu. Đó, ok, ok. Rồi đây chúng ta có túi bạc. Đồ tùm lum hết nè anh em. Đó, túi đá, đồ. Rồi, bạc dùng nhiều luôn. Dùng nhiều cũng được ta.
Dùng nhiều là để cho nó tự dùng mà. Đó, nó tự dùng từ từ nè. Ok. Nè, dưới này nè, chúng ta sẽ thấy nè, 1 triệu mấy nè ha. Rồi, ok. Anh em đợi cho nó ăn hết bạc ha. Hình như là cái này là chúng ta gom được khoảng 10 triệu. Rồi chút nữa có cái bạc kia kìa, chúng ta mới được 100 triệu ha. Hình như là tổng là 100 mấy ấy. Mà đợi coi, lâu quá, chả nhớ nữa. 31, 32, 33, 34. Ok, để cho nó hết cả nha. Rồi, tính ra đó cũng nhanh. Rồi bây giờ ăn cái này nè, ăn cái này mới ngon nè. Một vé này là được 100 vạn bạc, tương đương với là 1 triệu bạc ha. Đó, dùng hết luôn. Đó, nhìn dưới này nè, bạc ở dưới này nè. Đó, 17 triệu, 18, 19. Đó, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Đó, 100 triệu bạc hơn đó anh em. Đó, chúng ta còn 15 cái túi kia, không biết là túi đó bao nhiêu nữa. Đó, cái này thì chúng ta nên quay hết ha. Để nhiều ông bảo là, ủa sao đang quay tới đó hết, chắc phút sau hack hay là chiếc này nọ, số này nọ ha. Có ha, đây. Đó, em nó đang lên luôn. Đây. Ok, lên luôn ha. Đó. Rồi, 110 triệu bạc. Rồi, ở đây thì chúng ta được thêm 1 triệu nữa. Được 15 cái. Là tổng là chúng ta được 125 triệu bạc nha. Đó. Rồi. Rồi, để coi. Hết rồi. Rồi, phi hết rồi đó. Và bây giờ chúng ta đi nhận Kim Nguyên Bảo ha. Rồi, anh em bấm vào cái avatar cho heo. Ở đây thì nó có cái số ID nè. Đó, mấy chú coi cho kỹ số ID nha. Đây, ở đây là cái số 8 đúng không ta? Đúng rồi, số 8. Rồi, bây giờ chúng ta ra cái trang nhận Kim Nguyên Bảo. Đây, GM nhận Kim Nguyên Bảo, mỗi ID chỉ được một Kim Nguyên Bảo. Ok, ID nè. Nhập ID vô 44079 7628. 7 6. Đâu rồi, 7 6 2 8. Ok, nhận. Rồi, báo thành công nè. Đó, nhận được 1 triệu Kim Nguyên Bảo. Ok. Rồi, ở đây vô túi. Đó, chúng ta được thêm 1 triệu Kim Nguyên Bảo nè ha. Rồi, bây giờ ở đây chúng ta sẽ nhận luôn quà nạp đầu nha anh em. Đó, nhận luôn quà nạp đầu nè. Đó. Ok, thơm chưa. Rồi, nhận thêm cái nữa nè. Rồi, đây là quà nạp liên tục. Rồi, quà nạp hẹn giờ nè, nhận luôn. Đó, một đống luôn ha. Rồi, rút thăm một lần. Ok. Bi bu về đây nữa. Rồi, ok. Rồi, ở đây quà tặng về đây. Siêu giá trị, nhấp xem, nhận luôn. Nhận luôn, đây là quà nạp tích lũy này nha. Đó, quá trời luôn, một đống luôn. Hôm nha, đấy. Ok. Rồi, tới luôn nè bữa ơi, nó. Má nạp nhiều dữ ta. Ok, tiếp. Tới một cái nữa, đó. Rồi, đó, quà nạp full này ha. Để coi còn gì không, treo máy, hoạt động có hạn. Mục tiêu, nhận. Thưởng, nhận hết. Rồi, ok ha. Rồi, bây giờ heo hướng dẫn cho anh em kiếm thêm Kim Nguyên Bảo không khóa ha. Kim Nguyên Bảo tươi này nè. Còn quà này chúng ta để nó đi, chút quay lại tìm mở tiếp. Rồi, bây giờ anh em hót ra cái phần đăng nhập. Rồi, không tin. Cơ bản danh hiệu đâu rồi ta? Đây, thiết lập. Đây, bấm đổi nhân vật ha. Ok. Rồi, ở đây nó có cho chúng ta là tạo được 4 lát nhân vật. Đó. Theo như heo thì
chúng ta tạo tạo cái nào cũng được anh em, cái này là không quan trọng. Ok, vô game. Cái này là giúp chúng ta là hack kim nguyên bảo thôi. À, chúng ta lách luật. Ok, rồi. Đây chúng ta bấm vào ha, đây là hạt phụ nên là chúng ta sẽ bấm vào. Má dướng cái dù méo thấy thiệt chứ. Anh em rút kinh nghiệm ha. Đó, ok được rồi. Rồi, đây chúng ta vào đây chúng ta lấy kim nguyên bảo cho cái hạt này. Đây, 408 bà mẹ nó. 8 6 3 1 6 4 nhận đó, 1 triệu kim nguyên bảo. Đơn giản vì bốn con này nó xài chung một cái túi đó. Hồi nãy ở kia là chúng ta có 1 triệu rồi đúng không, hạt này được thêm 1 triệu nữa, vậy là anh em hiểu rồi đúng không. Rồi bây giờ chúng ta hót ra đổi nhân vật tiếp. Rồi chúng ta làm y vậy đối với hai lát nhân vật khác ha. Ok. Rồi vẫn bấm vô lấy ID. Dạ, con này có bộ dễ 440928700 nhận đó, 1 triệu kim nguyên bảo. Rồi được 3 triệu nè ha. Tiếp tục thoát ra để làm nhân vật cuối cùng. Chúng ta kiếm mấy con này nè, nó vô thì nó dễ hơn, đỡ bị mất cái số. Và anh em nhìn cái số cuối cho nó kỹ nha, tại vì cái số cuối nó hay bị không thấy lắm. Rồi nè, đó đậu phòng marketing này là thấy thua rồi nè ha. Cái ID này là cũng mệt nghỉ ấy. 4499423 như con số 6 nữa đúng không? Đúng rồi, số 6 nữa. Nhập có đúng không? Nhận đó. Ok, được 1 triệu nữa. Rồi, vậy là tổng cộng là được 4 triệu rồi. Rồi, bây giờ quay lại với nhân vật chính của chúng ta ha. Đổi. Hướng dẫn rất là cặn kẽ. Còn mấy con này xóa được không ta? Như méo xóa được. Ok, vô nhân vật chính. Rồi, giờ thì nhân vật chính chúng ta đã có được 4 triệu kim nguyên bảo tươi. Đó, 1 triệu kim nguyên bảo khóa, tổng cộng là chúng ta được 5 triệu kim nguyên bảo ha. Đó, 5 triệu kim nguyên bảo cộng với 125 triệu bạc. Full quà nạp tích lũy, full quà nạp đầu đó, thơm chưa? Quá trời thơm. Đó, like share mạnh tay liền. Rồi bây giờ nhận hết quà nào. Này là mấy cái danh hiệu rồi ha. Rồi bây giờ chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game nè. Đó. Rồi ok ha. Link heo để với phần mô tả. Đây đột mà có quà nữa hả? Phải. Rồi link heo để với phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Và nhớ là làm y heo heo ha. Còn mà làm không được nữa thì tự xem video ha. Heo không giải thích nhiều thêm ha. Tại vì cái này heo đã giải thích hết rồi. Còn cái gì nữa mà kiểu giải thích anh em, đúng không? Còn gì nữa đâu. Bây giờ vô trong shop coi coi. Đây shop nè. Đó, shop gì lệnh phi thăng. Phi thăng gì ạ? Phi thăng cửa hả? Hay phi thăng dừa? Đây giảm nè, giảm 3 7 7 7 7%. À, lệnh phi thăng dừa. Là cái lệnh gì ta? Méo biết luôn á, để coi cái viên đan đó là cái viên què gì. Đây, phi thăng dừa. Sử dụng có thể sử dụng trong củ tiêu thiên cát, có tỷ lệ nhận được vật phẩm hiếm và nguyên cơ đồ, nguyên cơ đồ phẩm đâu đâu mở được đây đâu. À, ở đây có long châu nè, có đá nè. Ok, trời trời, trong túi tôi có một đồ đóng đồ luôn mà không biết dùng đó. Đá 11 mà giờ có đồ méo đâu mà đá đá cấp 10 nè, đá cấp 8 rồi. Hộp quà gì đây? Dùng quỳ tâm, tất nhiên là ta. Ồ, khoan khoan, ở dưới còn nữa nè, gì phù mở nhuộm màu thôi, phiếu đổi
Mộ Vũ. Ok, Mộ Vũ là cái giống gì đây? Phiếu đổi Mộ Vũ, thu thập số lượng nhất định có thể đến Tương Dương tìm bí ảo. Ok, qua Tương Dương liền. Đang ở Ba Lăng Nguyện ha. Đây, thế giới Tương Dương Nam Đông này, thành đô đây Tương Dương. Ủa mà nó nói Tương Dương là đi tìm ông nào? Đây nó nè. Đến Tương Dương tìm bí bảo thương nhân Trịnh Hỷ. À, bí bảo thương nhân Trịnh Hỷ. Ok, bí bảo thương nhân. Bí bảo thương nhân. Đây. Ê, bảy ơi, mà không phải ông đó. Ông này là Trịnh Cửu, còn thằng kia là Trịnh Hỷ, bà mẹ nó. Đúng rồi, bí bảo Tương Dương. Nè, bí bảo thương nhân. Đây, ông này mới Trịnh Hỷ nè. Má Tương Dương lớn quá ta. Má nhớ cái hồi kỳ vàng son chơi chơi ấy quá. Đồ, đây có người chơi nè anh em. Đó, Mama, Mama Mia vậy nè. Đây, á đồ phỏng 20 cái miếng này mới đổi được một cái ngoại trang thôi. Tiếp tục. Đâu rồi, mua. Đây có shop nè. Đó, gì túi hồn kiếm rồi đá rồi túi linh khí rồi càng khôn hồn rồi tài le học me hết nhiều lắm rồi. Đó là hot thôi nha, còn đây là kỳ trăng cát kim nguyên bảo khóa nè. Đó, đồ để đăng hú cưỡi đồ này kia. Rồi đây là đồ cường hóa, còn đây là thời trang nè ha. Đó, đồ má mua liền, mua liền. Trời trời trời, má quá lịch lãm mà còn đồ gì nữa. Mà ngặt cái trong này nó không có đột. Mã bộ này cũng đẹp nè. Wow, bộ này xấu nha. Ồ, bộ này lố quá, nhìn quá lố luôn. Bộ này, ôi nhìn thấy ghê quá. Thời trang, đó. Chà, sao thời trang này bán bằng kim nguyên bảo khóa nè anh em, rẻ dữ ta. À, cái này tóc. Đá ngũ sắc, chu vân, nguyệt tháp, này bét nè. Bét Natra nè hả, là cần level 51 chúng ta mới xài được, ok. Rồi ở đây thời trang nữa nè. Đó, đúng, thời trang cô dâu luôn rồi hả. Đấy, rất là nhiều, còn đây là mèo hâm ăn. Đây là con bét, ok mua đi. À chết mẹ, Long Châu không đủ. Thì shop này bằng Long Châu rồi, quên. Đó. À, Heo thấy một cái rất là hay ở đây nè anh em. Ví dụ như bây giờ anh em tạo thêm một cái ảnh nữa đúng không? Bây giờ chúng ta đi farm một cái món đồ, cái chúng ta quăng lên đây chúng ta bán. Bán khoảng 4 triệu. Cái bắt đầu cái ảnh bên này chúng ta mua. Vậy là chúng ta được thêm kim nguyên bảo rồi đúng không? Á đồ, mà sao hay quá. Heo thông minh quá anh em ơi. Đúng không, đúng không? Anh em cái này có thể tự do buôn bán nè. Bản này có thể tự do buôn bán nè. Vì chúng ta buôn bán rồi chúng ta có thể trao đổi quần áo rồi trao đổi tiền rồi cho nhau. Đó, thơm thơm. Ok, quá là thông minh. Ok ha, rồi thấy vậy là ngon rồi đó. Rồi, ok, link để dưới phần mô tả, anh em nào có chơi thì tải về ha. Rồi bây giờ trả nhiệm vụ tí nè. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.